Các bạn đang gặp sự trì trệ hay bế tắc trong công việc thì quả cầu đá phong thủy có thể giúp bạn giải quyết vấn đề này. Trước mắt các bạn là những quả cầu đá phong thủy tự nhiên Việt Nam mình. Đây là quả cầu đá thanh hồng tự nhiên Việt Nam này các bạn này. Quả cầu đá thanh hồng rất năng lượng rất cao. Đây quả cầu đá ma não lấy ở vùng Đắk Nông Việt Nam mình. Rất nhiều quả cầu. Quả cầu đá mã đá Xê-đôn màu vàng. Đá Việt Nam năng lượng rất chi là cao, tuy không đẹp lung linh như đá của nước ngoài, nhưng theo các chuyên gia phong thủy, đá có năng lượng khá là cao. Những cặp bì lăn tay. Các bạn nên đặt trên bàn làm việc, bàn học, hay tủ sách, giá sách. Rất cực kỳ tốt, tác dụng phong thủy cực kỳ tốt, có thể khử cho các tia ác xạ, nâng cao sĩ khí khu vực làm việc của mình lên. Nhà sàn Tây Nguyên nằm ngay thành phố Bình Dương, cách Sài Gòn 10 km. Anh em chuyên cung cấp các loại đá phong thủy tự nhiên của Việt Nam mình, là địa chỉ tin cậy của các chuyên gia phong thủy có tâm. Nếu có dịp mà các bạn hãy ghé thăm anh em nhà sàn Tây Nguyên hoặc đăng ký kênh theo dõi anh em nhà sàn Tây Nguyên. Anh em xin chào và hẹn gặp lại.